nhiệm vụ và giải pháp trong cái tháng 8 sắp tới thì có việc mấy việc lưu ý thế này. Một là tập trung chỉ đạo vào việc thực hiện nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong cái nhóm 6 tháng cuối năm đã được ủy ban tỉnh và ban thường vụ tỉnh ủy cũng như ban chấp hành tỉnh ủy thông qua và đặt kết luận. Ban chấp hành tỉnh ủy đã họp kết luận này, ủy ban tỉnh đã họp này, ban thường vụ đã họp này, kết luận này. Đó là các ngành theo các kết luận đó để mà chúng ta thực hiện. Trên nông nghiệp rồi vấn đề phòng chống cháy rừng, về vấn đề chống hạn, về vấn đề sản xuất công nghiệp, rồi về việc đẩy nhanh các tiến độ thực hiện các cái dự án, nhất là những dự án trọng điểm. Đây là các ông chí phải chỉ đạo quyết liệt. Rồi vấn đề dịch vụ là tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả. Rồi thì là ngăn chặn các cái hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có kế hoạch trữ trữ hàng hóa thiết yếu nhằm đối phó với tình huống thiên tai bạo lực có thể xảy ra.